Ở Lam Hi Audio xin chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video của Lam Hi Audio. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác một combo, và cũng đây là cũng một yêu cầu của các bác, một bác khách hàng muốn tham khảo một cái combo ngon bổ rẻ của bên em. Thì combo lần này sẽ gồm có tổng cộng đó là 5 sản phẩm, gồm đầy đủ một combo cho thiết bị karaoke gia đình nhà mình. Đó là chính là những cái sản phẩm em sẽ đi vào chi tiết những sản phẩm này. Đầu tiên đó là một con Gutin K19FX. Đây là một con vang cơ, là bản nâng cấp của dòng K15FX. Tại sao em nói như vậy là bởi vì con này đã có tích hợp thêm cổng quang và Bluetooth, và các bác có thể bắt cổng quang và Bluetooth con này. Tiếp theo đó là một con nâng tiếng DAC233. Và các bác như biết trên thị trường hiện tại thì những dòng nâng tiếng bây giờ thì đây, con DAC233 này là con chính hãng. Và đây là một trong những con nâng tiếng có tiếng cực kỳ hay, và hay nhất, gần như hay nhất trên thị trường hiện tại bây giờ, đó là nâng tiếng DAC233. Và đặc biệt hơn là con nâng tiếng này là sẽ có đầy đủ tính năng của cổng quang, Bluetooth, và có đầy đủ tính năng của tín hiệu vào. Và thứ ba đó là một con UR29D. Con mic này là con mic dòng cao nhất của dòng Shure. Đấy các bác, dòng cao nhất của dòng Shure, và con này là hàng nhập khẩu Trung Quốc. Và con này có mặt màu trắng UR29D, vỉ mạch màu đỏ và 4 hộp sóng. Các bác có thể dùng con này cho sự kiện hoặc là dùng cho gia đình đều tốt, bởi vì chế độ bắt sóng của nó rất là nhạy. Và sản phẩm thứ tư đó là một con đẩy CA9. Bên em dòng về dạo này gần đây thì bên em bán cực chạy con đẩy CA9 này, bởi vì con này dùng cho gia đình rất là ổn định. Và đặc biệt hơn là con này sẽ là có cái và hai kênh, và chạy số watt tầm 800W một kênh, dùng cho gia đình vừa tầm vừa đủ, tầm cho hai đôi bát 30. Đấy, CA9 đẩy hai kênh. Và cuối cùng đó là một đôi DKX6. Bên em đang giảm giá đôi DKX6 này. Đấy, giá cả ship, cả dây rắc, tất cả combo của sản phẩm này thì bên em đã ghi ở trên thanh này rồi. Và các bác có chỉ cần bỏ ra giá của sản phẩm là dưới 15 triệu đồng, các bác có thể sở hữu ngay một bộ karaoke sản phẩm hoàn chỉnh và đầy đủ dây rắc ship đến tận nhà cho các bác. Và bây giờ em sẽ không để các bác chờ đợi lâu nữa, và em bắt đầu đi tiến hành thử test chất âm để cho các bác cùng trải nghiệm qua về cái chất âm của một combo sản phẩm này nhé. Và bây giờ bên em đang trong quá trình setup xong và bắt đầu test thử chất âm một bộ karaoke vô cùng hợp lý này, cùng có 5 sản phẩm. Và bắt đầu lên nhạc, và em sẽ thử toàn bộ cho các bác với một đôi DK bên em. Đấy, và các bác như các bác biết sử dụng dàn karaoke này thì có thể bắt được Bluetooth qua điện thoại, và bên em đang cố gắng bắt Bluetooth qua con K19FX để thử trực tiếp qua điện thoại cho các bác. Và tại sao lại chức năng Bluetooth nó lại rất là quan trọng, và rất là nhiều bác cần đến sử dụng đến chức năng Bluetooth, bởi vì chức năng Bluetooth của nó thì nó sẽ, các bác có thể ngồi ở rất là xa và sử dụng điện thoại, và vừa hát karaoke vừa cầm điện thoại chọn bài rất là dễ. Và bây giờ là chức năng Bluetooth cực kỳ quan trọng đối với một dàn karaoke gia đình nhé. Và bây giờ em bắt đầu đang chỉnh nốt không loạn, chỉnh nốt âm thanh và để lên nhạc cho các bác nha. Đấy, và bây giờ bắt đầu lên nhạc rồi, xem qua một dàn karaoke này xem chất lượng của nó sẽ như thế nào nhé. Ra thì các bác có thể đeo tai nghe vào để cảm nhận rõ nhất về cái sản phẩm này. Và đây là một cái combo dùng rất là ổn định cho gia đình, và giá thành vô cùng là hợp lý đối với một combo. Đây, các bác đang được thưởng thức những cái giai điệu qua một cái combo sản phẩm này. Và bên em đây là chỉ có chạy bằng hai đôi loa, nhưng mà tiếng tép và tiếng bass của nó đã lên rất là rõ ràng. Đấy, một combo vô cùng là hợp lý, giá tiền hợp lý cho các bác về sử dụng cho gia đình. Đấy, và chất âm của con này thì em đã test qua rồi. Nói chung là về con này thì sử dụng thì cực kỳ đơn giản. Bên em sẽ, nếu mà các bác nào đặt combo này, bên em sẽ gửi hàng đến tận nơi, và có những video hướng dẫn cho các bác chi tiết cụ thể khi các bác về nhà có thể đấu nối con này cực kỳ đơn giản. Và vừa rồi thì em đã làm một cái video
về một combo sản phẩm giá vô cùng là hợp lý cho các bác. Và các bác làm mà cần quan tâm đến cái sản phẩm này, và đây là cũng là một cái yêu cầu của bác Đông đã gửi đến cho bên Nam Huy Audio bọn em, là một combo giá tầm trên 10 triệu. Cuối cùng thì em sẽ kết thúc cái video này, và để hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo, thì bác đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo để săn hàng rẻ của bên Nam Huy Audio. Và đặc biệt hơn là sẽ có những cái video tiếp theo bên em sẽ làm về những cái video thanh lý hàng rất là nhiều, nên là các bác có thể đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác.